Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là bún phở review đây. Nắng kia làm má em hồng, anh ơi có chịu làm chồng em không? Cô em đang ăn mì cay phê lòi mắt thì tự nhiên có gì đó thốn thốn trong miệng, hóa ra lại là chiếc răng khôn, mà khôn đâu không thấy, chỉ thấy đau muốn ngu người luôn thôi. Vừa đến gặp bác sĩ, cô được chích nhẹ phần lợi đang sưng tấy ra, rồi dùng nẹp đẩy nhẹ, chiếc răng từ từ lòi ra ngoài. Tuy trốn trong lợi, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà nó vẫn bẩn vê lờ các bác ạ, anh bác sĩ cẩn thận làm sạch hết xung quanh. Sau đó tiếp tục dùng máy cắt đôi chiếc răng ra, rồi dùng đèn để nhìn được kỹ hơn phía trong. Chiếc răng như mối tình đầu dang dở, lúc nào cũng đau âm ỉ đã được cắt ra làm đôi, nhưng lôi được nó ra cũng chẳng dễ dàng gì. Sau nhiều lần hụt lên hụt xuống, anh bác sĩ phải lôi quả kẹp to tổ chẳng ra, rồi ba đầu sáu tay, vừa nạy vừa lôi, mãi cũng mang được một nửa ra ngoài. Ai đã từng đau răng khôn thì sẽ hiểu, cảm giác thốn đến tận rốn mà nó mang lại là như thế nào, nghĩ đến thôi cũng muốn phát sốt lên rồi. Dùng kềm kẹp chặt nửa răng còn lại lôi ra ngoài, cuối cùng cũng đã xử lý xong chiếc răng, anh rửa sạch lại một lần nữa. Rồi nặn thuốc vào trong, và cuối cùng là khâu vết cắt ban nãy lại, làm sạch răng miệng thật kỹ, và chỉ sau vài ngày ăn cháo, cô gái đã có thể cười trở lại. Đêm khuya thanh vắng, trời mưa tầm tã mà cô gái ngủ lại quên đóng cửa sổ, may mà cô ngủ say không tỉnh, chứ tỉnh dậy thấy cửa sổ đập sầm sầm thế này khéo lại tè cả ra quần. Nhưng đúng lúc này thì đội quân kiến ba khoang từ đâu theo làn gió bay vào phòng, ghé thăm nách cô một chút. Và rồi sáng hôm sau, tăng rồi ông giáo ơi, cái nách cô bị lở toét ra rồi, cô sợi hoảng hồn bê lồng chạy vào viện. Anh bác sĩ khoai to giúp cô loại bỏ xác mấy con kiến đang dính chặt trên nách cô ra, ôi giời, nhẹ tay thôi anh. Lôi xương xương mà như ngũ mã phanh thây thế trời, dịch chảy khắp nơi khiến anh phải nhanh tay lau sạch. Rồi dùng tăm bông tiếp tục nặng những vết mọng nước trên đó cho chúng vỡ ra, hết vết này đến vết khác. Sau đó anh tiếp tục dùng bông thấm đẫm dung dịch, bôi sát trùng một lượt, tuy nhìn nó hơi ghê nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Anh bác sĩ vừa mang ra một bịch đá lạnh rồi ném vào nách cô, cơn bốc hỏa cũng giảm đi nhiều, may mà cô em này không có lông nách. Không thì ta nói nó độ thốn nó phải tăng gấp 10 lần. Khi vết thương đã đỡ sưng, bác sĩ bôi thuốc giúp cô, đúng là thần kỳ, chỉ vài ngày sau vết thương đã khô lại. Bác sĩ dùng nhíp, gỡ từng lớp da chết khô quắt phía ngoài da, hết mảng này đến mảng khác, nhìn thấy lớp da non phía trong là đủ biết nó ngứa ngày đến mức nào rồi. Vì dùng nhíp quá lâu, anh đưa hẳn dao ra mà nạo, khi đã sạch sẽ, anh bôi cho cô một lớp thuốc liền sẹo. Đúng là thuốc tốt, không biết có chứa chất cấm gì không, nhưng nó đỉnh thật các bạn ạ, chỉ mấy hôm sau nách cô đã đẹp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Không có một vết sẹo nào trên đó luôn. Vẫn biết rằng không ăn thì cũng béo, nên dặn lòng có béo cũng phải ăn. Tuy vậy, đến lúc nhìn xuống phần da bụng đã nứt ra vì quá nhiều mỡ, cô gái trẻ chợt thấy sợ hãi. Đã thế cô còn bẩn thỉu như này thì có chó nó yêu thật, cô vội tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ. Đầu tiên là hút sạch phần thức ăn vặt rơi vãi trên đó. Rồi lau mấy vệt nước sốt đang chảy tè le nữa chứ, bẩn éo thể chịu được, cô FA đúng là nhờ thực lực đấy. Tiếp đến anh bác sĩ khoai to giúp cô tháo phần khuyên ở rốn ra, cô đã xỏ khuyên khi bụng còn eo thon như Ngọc Trinh, thế mà giờ đây đã đến nông nỗi này rồi. Ngấn mỡ không được vệ sinh thường xuyên đã tạo ra những vết lở loét khủng khiếp và bốc mùi kinh khủng. Bác sĩ giúp cô làm sạch rồi bôi thuốc, sau đó quay sang những vết mụn nhỏ xung quanh, chỉ cần ấn nhẹ là mủ đã trào ra. Anh dùng bông và lau đi thật sạch, tiếp tục bôi thuốc lên vết loét do ngấn mỡ cho cô, nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. Có vẻ như phần rốn cô xỏ khuyên đã bị nhiễm trùng, bác sĩ vừa chạm nhẹ là mủ đã tuôn ra xối xả, trông từng cục to tổ chẳng nó đã thiệt chứ. Bác sĩ sau đó dùng một que nhỏ để chọc qua lỗ khuyên, lại bỏ hoàn toàn phần cặn bẩn trong đó, béo không có tội, nhưng ở bẩn như thế này thì đúng là một cái tội đấy nhé. Anh dùng tăm bông chọc ngoáy vào phía trong, cho đến khi mọi thứ đều đã hoàn toàn sạch sẽ. 10 ngày sau đó, cô gái đã may mắn có được một vòng eo tuy không đẹp nhưng nó sạch, như thế là đã đạt chuẩn để có người yêu rồi. Chúng ta nên yêu thương đôi giày của mình nhiều hơn, vì nhờ có chúng bảo vệ mà chân của chúng ta mới có thể thật sự sạch sẽ và ấm áp. Thế nhưng vừa mở tủ giày ra, anh thanh niên đã bị dọa sợ bởi mùi hôi mà nó mang đến. Phía trong giày đã hình thành nên một trại động vật với đủ loại ếch nhái, con ếch còn đẻ trứng luôn rồi kìa. Sau khi loại bỏ tất cả đi, anh bắt đầu lau chùi bụi bẩn. Úi giời, lớp cất này dính từ bao giờ mà cứng nhắc thế nhỉ? Nại đến lên cơ tay mới sạch sẽ được chúng. Sau đó anh phủi sạch lớp đất bẩn phía ngoài. Khi cơ bản đã ổn hơn, anh xịt nước rồi đổ xà phòng lên trên. Dùng bàn chải chà thật kỹ mọi ngóc ngách. Cũng may ông anh tỉnh táo không đi đánh giày ở bờ hồ. Nếu không với quả giày này có khi lại tiền vá quá tiền mua. Sau khi lau sạch sẽ và lau khô, anh dùng keo dán dán lại vết hở ở mũi giày. Nhìn phần đế giày kìa, u là trời, không những cây cỏ khô mà có hẳn đinh dính dưới đó mới đỉnh cao chứ. Hú hồn khi chân anh vẫn còn nguyên, dùng nhíp nhổ sạch cây cỏ, còn đinh vít thì phải dùng biện pháp mạnh tay mới tháo được nó ra. Tiếp tục cạy bớt phần đất dính trên đó, rồi đổ xà phòng vào chà sạch. Sau khi vật vã cả tiếng đồng hồ, đôi giày nhếch nhác cho không ai thèm lấy đã lột xác, đẹp long lanh không tì vết rồi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Đừng quên bật thông báo để đón xem những video hay ho tiếp theo đến từ vị trí của Bún Phở Review nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.